Một ngày làm việc của Văn. Hàng ngày, Văn thường dậy vào lúc 6 giờ sáng. Sau khi gấp chăn màn, Văn ra đường chạy và tập thể dục buổi sáng khoảng 1 tiếng. Sau đó, Văn về nhà tắm rửa và ăn sáng. 7 rưỡi, Văn rời nhà đến công ty. Công ty Văn bắt đầu làm việc lúc 8 giờ. Ở công ty, Văn rất bận. Văn là giám đốc, vì vậy anh phải giải quyết rất nhiều việc. Bình thường, Văn nghỉ trưa lúc 12 giờ. Anh và các nhân viên ăn trưa ngay tại công ty. Buổi chiều, công ty của Văn làm việc từ 1 giờ. 5 giờ chiều, Văn rời công ty về nhà. Từ 6 giờ đến 7 giờ, anh thường chơi thể thao. Sau bữa ăn tối, Văn xem TV, nghe đài hoặc đọc báo. Anh ấy thường đi ngủ vào lúc 11 giờ.